Chào các bạn. Buổi sáng hôm nay mình ra nhà bác cả anh mình cùng một bác chuyển đất thay chậu của một số cây xanh. Thì mình nhìn thấy mấy cây nghiến và một số cây thường mực. Bác cái ghép nên mình chia sẻ cùng các bạn. Bởi vì thứ nhất là chơi nghiến thì mình đi triển lãm cũng như thấy ít anh em chơi. Mình cũng nêu một số đặc điểm của cây nghiến. Như vườn mình nó chưa đa dạng. Thì đây mình đang đứng trước một cây nghiến đây các bạn. Trước màn hình của các bạn là cây nghiến nhé. Đây, các bạn nhìn này, chậu rất nhỏ. Cây nghiến này cũng do mình khai thác. Mình cho bác trồng, chậu rất nhỏ. Các bạn nhìn đây, chậu đây. Chậu này nó chỉ như cái bát các bạn ạ. Nó như bát bích to thôi. Đất trồng của bác thì chỉ đất thịt thôi. Không phải chế cầu kỳ gì cả. Đất này mà trồng xanh hoặc một số là nó bít đất. Nó lại đất không phải ưu việt. Chất trồng hết sức bình thường, đất vườn thôi, không có chế gì cả. Nếu bạn nhìn cây nghiến, nó vẫn xanh tươi, rất là khỏe. Vậy thứ nhất là cái đặc điểm cái mạnh của cây nghiến nhá. Cây thứ hai, cây thứ hai các bạn nhìn tán của nó. Đây là cái mặt mình gọi là mặt tiền. Thôi mình không bàn về kỹ thuật làm cây, hướng cây, chỉ nói về đặc điểm thôi. Từ bên này sang bên kia nó trên 60 phân. Nó lại cây rất là cao lớn. Cao khoảng độ 60. Cái chiều ngang của cái mặt tiền, mình gọi mặt tiền là 60 phân. Tóm lại bộ tán rất là cao lớn nhá. Như các bạn nhìn đây. Cây chậu đất cũng hết sức bé. À cái chậu đất cũng là đất thịt bình thường thôi. Nhưng cây vẫn phát triển tốt. Đây mình đã chia sẻ với các bạn nhiều đây. Khi mình mà ít chăm sóc, lá nó khô cằn lại đây, nó khô đây. Nhưng khi mình tưới vào thì nó lại xanh tốt bình thường. Cây này cũng vậy. Bởi vì lượng đất nó quá ít, rồi qua mùa đông nó khô cằn cho nên cây đã rừng. Đến bây giờ sang xuân nó lại ra lọc lá bình thường. Thân khô cằn lại, mốc đây, trông rất là già nua. Tiếp theo mình nói về vấn đề thường mực ghép mai. Đây là những gốc thường mực khai thác tự nhiên trên rừng. Các bạn thấy gốc rất to, bẻ rất đẹp. Đây vẫn là một cái cây lá thường mực nguyên bản. Còn trên này là ghép mai. Đây là mai lá nhỏ. Hiện tại mai vừa nhú hoa, vừa nhú lọc thì vừa nhú hoa luôn. Còn gốc thường mực tiếp theo. Đây. Cái ưu điểm của thường mực là gì? Thứ nhất là nó cây tự nhiên, nó to, khỏe. Nó ngoài rừng, cho nên mình khai thác được thì mình được cái củ gốc nó bệ. Nó sần sù, u biếu. Da rất đẹp. Đâu mình từ từ mình đi đây, mình khó lách quá. Mình sang bên này mình quay gốc bên kia. Được cái da nó đẹp, cái gốc nó đẹp. Tóm lại là mình được khai thác được cái bệ đẹp đấy nhá. Cái bệ rất là to. Gốc thì sần sù, u biếu. Còn cái lá mai thì cây mai chúng ta biết rồi. Mai chiếu thủy. Tháng 3 này nó bắt đầu nhú lộc, nhú hoa. Rất là đẹp. Cho nên chúng ta có thể tận dụng, khai thác được cái gốc cây thường mực về chúng ta ghép mai. Thì cực kỳ ưu việt. Còn đặc điểm thực vật của cây mai như thế nào các bạn đã biết. Cây mai, cây xương cá và cây dúi và cây nghiến nó không bỏ cành, không bỏ dăm. Nếu mình chăm sóc tốt thì nó tốt, còn không chăm sóc thì nó cằn. Nhưng nó không chết, không bỏ. Còn một cây thành phẩm đã hoàn thiện. Đây mình quay cây bên này. Thì cây này mình đã quay một lần rồi. Trong thời gian năm ngoái hay năm kia, mình không nhớ hình năm kia. Năm ngoái hay năm kia thì mình không nhớ hình năm kia, đúng không năm kia. Thì khi đó cây này nó ra hoa trắng. Đây các bạn, thứ nhất các bạn nhìn gốc của nó đây. Gốc bây giờ nó đen, nó trắng, nó đen, nó rêu lên. Rất là đẹp nhá. Cái nhược điểm của ghép mai vào thường mực là gì? Cây thường mực vốn gốc nó sần sù, u biếu, nó trắng. Như thường là cây mai của mình, lá nó lại, cây mai vỏ nó xanh. Cho nên chúng ta ghép mà không khéo thì nó không đều. Ta dưới thì trắng, trên xanh nó có một khoảng cách. Người xem sẽ nhận ra một cách rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta có cách kỹ thuật ghép
thì chúng ta có thể làm cho cái vỏ của cây gần như nó thuần nhau. Bây giờ mình quay cụ thể một cái cành hoặc tất cả các cành của cây này, các bạn có phát hiện ở cái phần nào là ghép, phần nào là gốc thuần của thường mực không? Ví dụ cành thứ nhất, mình quay thật chậm nhé. Đây cành, mình quay luôn cành này. Điện thoại mình thì nó có nhược điểm, nó không được nét lắm. Các bạn nhìn nhé, từ tay mình lên này. Nó hơi khó quay. Mình đưa điện thoại hơi nghiêng, các bạn thông cảm nhé. Đây, lên đây. Lên đây. Bây giờ mình tươn trên. Đây, một đoạn này các bạn có phát hiện mối ghép ở đâu không? Nếu nhìn qua điện thoại, các bạn không phát hiện. Còn nếu như bình thường, người đi chơi, như là anh em làm cây, phải thật sự chú ý đến tận nơi sờ, xem chi tiết, may mới có thể phát hiện được đâu là mối ghép. Bây giờ lên trên này, cao lên mình không nhìn thực thấy qua điện thoại nữa, nhưng các bạn cũng không phát hiện được. Cái gốc thường mực nó trắng, cành mai nó xanh, nhưng tuy nhiên ở đây nó cũng trắng hết rồi. Mà ra cụ thể chi tiết từng răm nhỏ, khi răm mới còn lá thì mới xanh thôi. Vậy là đã thuần từ gốc lên đến ngọn, giống một màu, màu trắng. Đây, cành thứ hai, cụ thể. Để mình xem nó thấy. Đây. Cành thứ hai rất cụ thể nhé. Còn cành này có thể dễ nhìn hơn nhé. Cành gần như trên đỉnh của cây thứ nhất. Với cây này gồm có 3 thân. À đúng rồi, để trên này thì mình nhìn sẽ rõ hơn. Mình sẽ soi từ dưới lên, quay từ dưới lên. Đây các bạn nhìn nhé. Đây. Đây rõ ràng là gốc thường mực rồi. Lên tiếp. Lên đây. Bây giờ mình quay sang bên này để cho dễ nhìn hơn, bởi đỡ vướng cành. Theo mình nghĩ cái củ này vẫn là thường mực, đúng không các bạn? Và các bạn nhìn đây. Vẫn màu trắng, màu trắng, màu trắng. Thì các bạn có phát hiện đâu là cành mai ghép vào không? Từ chỗ nào là cành mai? Chắc chắn là nhìn qua điện thoại các bạn phát hiện rồi. Kể cả như mình nhìn, có thể mình cũng phát hiện được. Mình chỉ đoán có thể là mối ghép từ đây. Vậy qua đây chúng ta thấy nó thuần chưa? Đồng bộ chưa? Một màu. Không phân biệt đâu là ngọn mai, đâu là gốc chiếu thường mực nữa. Vậy qua đây, mình chia sẻ với các bạn là chúng ta lên rừng mà khai thác được những gốc thường mực đẹp, chúng ta nên tận dụng về ghép mai chiếu thủy. Còn mai chiếu thủy nó đẹp như nào, nó hay như nào thì các bạn đang nghiên cứu, các bạn đã xem nhiều trang mạng cũng như là cái tính phong thủy của nó thì mình không nói lại nữa, mình chủ yếu chỉ nói về vấn đề ghép mai chiếu thủy trên gốc thường mực. Nó là một tiềm năng các bạn nên chơi. Còn cành này rõ rồi, đây mối ghép đây, vẫn còn. Và theo chia sẻ của bác cái năm kia, mình hỏi bác cây này có giao lưu, bác bảo 15 triệu, nhưng hiện tại bây giờ bác có giao lưu không? Mình không biết. Các bạn mà, đâu mình đứng từ xa, mình quay toàn thể diện toàn diện cây mai này nhé. Đây mình không có phông, mình đứng trên vườn quay. Tạm thời mình có gọi lên mặt tiền. Cây này gồm có 3 thân. Chúng ta có thể đặt là quần thụ Tam Sơn hoặc Tam Thế Đồng Cư. Cách để bông răm của bác là tản vân. Không phải bông tán cổ là từng đĩa một, mà đây từng đĩa nhỏ. Đĩa trên không đè đĩa dưới. Và làm sao đứng từ xa nó bố cục, làm sao không kín, không hở. Nhìn từ xa thì nó vẫn hở được cái thân ra. Khi có mùa hoa, bây giờ bác tỉa để hoa lộc ra thêm một chút thì trông rất đẹp, nó không thưa thoáng như này. Mình hỏi năm kia bác giao lưu, bảo là bác bảo là 15 triệu nhé. Còn bây giờ là không biết là bác còn giao lưu không. Nếu bạn nào giao lưu cứ liên lạc với mình. Nếu như là được cái giá hợp lý thì có thể bác có giao lưu. Tuy nhiên cây này là cây đẹp nhất của bác rồi, bởi mình chọn cây đẹp nhất của quay. Đẹp bác có giữ lại không thì không biết. Và đồng thời qua video này mình chia sẻ với các bạn. Hiện tại bây giờ là mùng 1 tháng 4 năm 2020, là thời gian cách ly. Cho nên bây giờ mình không đi khai thác nữa. Mình lên nhà bác cũng là một vấn đề rồi. Nhà bác cạnh nhà mình thôi, hàng xóm, bác cả nhà mình. Cho nên mình không đi khai thác này, cho nên mình không bán cây nữa. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa rồi. Chia sẻ ủng hộ mình. Còn các bạn có nhu cầu mà vẫn tiếp tục lấy cây phôi, nếu như sang năm mình mà không bận rộn thì mình khai thác, nhưng chỉ là nếu thôi các bạn ạ. Bởi vì là mình đi công tác, đặc biệt bơ mình phụ trách cái mảng đoàn đội trong nhà trường, cho nên từ thứ hai đến thứ bảy
Mình phải ở trường từ 6 rưỡi đến khoảng 11 rưỡi, gần 12 giờ mình mới về. Chỉ duy nhất chủ nhật mình mới đi, mới rỗi mà thôi. Còn thông thường các buổi chủ nhật thì lại có những việc, ví dụ đám cưới hoặc giao lưu rất nhiều. Cho nên năm nay mình khai thác bán cây được chỉ vì Covid mà thôi. Còn những năm sau không biết như nào. Cho nên mình chia sẻ với các bạn như vậy. Có nghĩa từ giờ trở đi mình sẽ năm 2020 là mình không khai thác nữa. Có mấy nguyên nhân. Thứ nhất là vì cách ly. Thứ hai, thời gian bao giờ đi khai thác cũng đã muộn. Hôm nay là mùng 8, mùng 9 tháng 3 rồi. Cơ bản là còn không khai thác được nữa. Với mình vẫn có thể trồng được, thậm chí như cây dưới, có thể mùa hè, đầu hè chúng ta vẫn trồng thoải mái. Nhưng với các bạn có thể là khó trồng hoặc là tùy khả năng của từng người. Nhưng mình bán cây, mình cũng hy vọng các bạn trồng được cây. Bán cây mà các bạn mang về trồng mà chết thì mình cũng không muốn. Cho nên bây giờ mình sẽ dừng không bán cây các bạn nhé. Và chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh, ủng hộ mình, chia sẻ với nhiều người cùng xem, để chúng ta cùng nhau làm được những tác phẩm đẹp, thỏa niềm đam mê, ước muốn của mình. Cảm ơn các bạn xem video của mình.